Kính chào các quý vị, các thầy và các bạn. Chào mừng quý vị, các thầy và các bạn đến với chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Đỗ Nguyên Thiều, được phát trực tiếp trên kênh YouTube của tôi là Dr. Đỗ Nguyên Thiều Official trên YouTube channel. Kính thưa quý vị, tôi xin tiếp tục chủ đề Đông y chữa vô sinh phần 2. Rhodiola Rossi chữa vô sinh cho nữ giới. Phần 1, chúng tôi đã giới thiệu nguồn gốc của cây Rhodiola Rossi. Đây, tức là loại cây này là mọc nhiều ở Bắc Mỹ. Đấy, chúng ta phải thường phải mua cái thuốc này là từ Mỹ. Và thuốc ở Mỹ bán là đây, là thuộc cái dạng là bột, tán thành bột và bán cho chúng ta. Và cũng như hồi trước đã giới thiệu đấy, thì thuốc này là lại lấy từ tán từ rễ của cây này, thì Rhodiola chúng ta đã biết đấy, tình trạng vô sinh ở nữ giới do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là không rụng trứng và không có kinh, đó, vân vân, rất nhiều, là tới 9-10 cái nguyên nhân thì chúng tôi sẽ giới thiệu tiếp để đi vào cụ thể. Là thứ nhất là trường hợp mà không rụng trứng, thì không rụng trứng là một nguyên nhân khá phổ biến của vô sinh nữ, vì không thể thụ thai nếu không có trứng, phải không ạ? Chu kỳ rụng trứng có thể vẫn như bình thường, vào cuối chu kỳ kinh nguyệt cũng vẫn xuất hiện, vì vậy có thể rất khó để nghi ngờ là không rụng trứng. Việc chẩn đoán được thực hiện bằng cách sử dụng đồ thị nhiệt độ cơ bản, xét nghiệm nhanh và siêu âm. Một tình trạng được coi là bệnh lý đó là các chu kỳ không rụng trứng trở thành mãn tính. Đó là khi một hoặc hai chu kỳ không rụng trứng xảy ra mỗi năm ở phụ nữ hoàn toàn khỏe mạnh. Thông thường rối loạn rụng trứng có liên quan đến sự trưởng thành không đúng cách của nang trứng. Nguyên nhân của rối loạn rụng trứng là mất cân bằng nội tiết tố, mức độ thấp của estrogen hoặc hormone kích thích nang trứng, và cũng có thể là do dư thừa nội tiết tố androgen. Các bệnh về tuyến giáp cũng là một nguyên nhân nữa, và do sự kém phát triển của bộ phận sinh dục, rồi do những cú sốc với tâm lý căng thẳng, mãn tính, kiệt sức, rồi cũng có thể là do hội chứng buồng trứng đa nang, u nang, khối u và các bệnh phụ khoa khác nữa. Thì Rhodiola Rossi này, lại cây này này, thì giúp phục hồi sức khỏe sinh sản nếu mất cân bằng nội tiết tố, mắc bệnh buồng trứng đa nang do dư thừa hormone kích thích nang trứng, rồi các bệnh viêm nhiễm cơ quan sinh dục và thiếu estradiol là nguyên nhân dẫn đến tình trạng không rụng trứng. Do đó mà trứng rụng không bám vào nội mạc tử cung. Rhodiola Rossi giúp khôi phục sự cân bằng của estrogen và progesterone, các hormone chịu trách nhiệm cho sự trưởng thành của các nang trứng, giải phóng trứng và quá trình mang thai trong trường hợp thụ tinh. Thì trong cây Rhodiola Rossi đấy thì có phytohormones, chúng ta phải dùng cây này kết hợp với đan sâm
và cây Optilia secunda mà hôm trước đã giới thiệu. Đó là một phương pháp điều trị vô sinh hiệu quả ở các nước châu Âu và châu Mỹ, vì chúng giúp khôi phục chu kỳ kinh nguyệt và kích thích dụng trứng. Nhưng việc tiếp nhận chúng phải được thực hiện đúng trong các giai đoạn xác định nghiêm ngặt của chu kỳ hành kinh. Giai đoạn dụng trứng đầu tiên bắt đầu từ ngày thứ 6 của chu kỳ ngay sau khi hành kinh và kéo dài khoảng 10 ngày. Đấy, trong giai đoạn này uống đan sâm và vị thuốc Rhodiola Rossi này. Sau đó đến thời kỳ rụng trứng xảy ra vào ngày thứ 16 và thứ 18 của chu kỳ, thì lúc này chúng ta có thể kết hợp Rhodiola Rossi với Optilia Secunda là vị thuốc mà hôm trước tôi đã giới thiệu. Sau đó đến giai đoạn 2 kéo dài từ ngày 19 cho đến hết chu kỳ hành kinh, thì bạn cần tiếp tục sử dụng Rhodiola Rossi cùng với Optilia Secunda. Điều kiện tiên quyết để điều trị bằng phytohormone là xác định tình trạng nội tiết tố, cần phải có các xét nghiệm thích hợp. Nguyên nhân thứ hai của vô sinh tức là mất kinh, hay còn gọi là bắt đầu chuẩn bị là giống như thời kỳ mãn kinh. Thì chúng ta biết hiện tượng mãn kinh là thời kỳ suy giảm chức năng sinh sản và có thể kèm theo một số triệu chứng tiêu cực liên quan đến sự thay đổi nội tiết tố trong cơ thể, chẳng hạn như là huyết áp cao, tăng huyết áp, chu kỳ hành kinh không đều, mất kinh, người nóng bừng, bốc hỏa và đổ mồ hôi, rồi nhức đầu, suy kiệt thần kinh và tính khí thất thường hay cáu gắt, rồi kéo theo là mất ngủ hoặc buồn ngủ trong khi mệt mỏi gia tăng. Những biểu hiện khó chịu của thời kỳ mãn kinh có thể được làm dịu đi bằng cách khôi phục lại nồng độ estrogen trong máu. Thì các phytohormones của cây Rhodiola Rossi này, này thì có tác dụng giống như estrogen và làm giảm cường độ của các triệu chứng trên, đồng thời cũng có một số đặc tính có lợi bổ sung thêm như là tạo ra tác dụng giải độc, làm sạch cơ thể khỏi các độc tố, rồi phòng chống xơ vữa động mạch và các bệnh về hệ tim mạch, rồi có tác dụng chống viêm, ngăn ngừa khối u trong tử cung và tuyến vú. Cây Rhodiola Rossi giúp bình thường hóa trạng thái của cơ thể và chuẩn bị cho quá trình thụ thai và mang thai. Nhưng phụ nữ đang mang thai thì tuyệt đối không được sử dụng cây này, Rhodiola Rossi, nếu đang mang thai. Đó. Rhodiola Rossi đối với kinh nguyệt thì chúng ta xem trường hợp này như thế nào. Đặc tính cầm máu của cây Rhodiola Rossi giúp bạn có thể sử dụng khi xuất kinh quá dữ dội và nhiều ra nhiều quá. Nhưng trong những trường hợp khác thì chống chỉ định và không được sử dụng trong thời kỳ kinh nguyệt. Còn nguyên nhân thứ ba gây ra vô sinh là gì? Là các nguyên nhân phụ khoa. Vô sinh là một vấn đề phổ biến ở phụ nữ hiện đại, và một số yếu tố góp phần vào sự xuất hiện của nó là rối loạn nội tiết tố liên quan đến bệnh lý của hệ thống nội tiết mãn tính sớm, rồi các bệnh của vùng sinh dục, nhiễm trùng, viêm, biến dạng cổ tử cung, rồi trường hợp là bị nghẽn ống dẫn chứng, và trường hợp bệnh lý màng nhầy bên trong tử cung, u nội mạc tử cung
lạc chỗ. Rồi u xơ tử cung và các phần phụ, u nang, polyp, ung thư tử cung. Và ngoài ra còn có các bệnh lý di truyền nữa. Tác dụng phức tạp của các chế phẩm Rhodiola Rossi trên cơ thể phụ nữ cho phép bạn loại bỏ các nguyên nhân phổ biến của vô sinh, tăng cường hệ thống miễn dịch, loại bỏ viêm nhiễm hệ thống sinh dục, ngăn ngừa được ung thư và bệnh ung thư vú. Phúc sắc của cây Rhodiola Rossi đấy thì nó dùng rễ của cây Rhodiola Rossi này, lấy 1,5 muỗng canh, tức là 1,5 muỗng đấy, muỗng canh, 1,5 muỗng cái bột mà nó giới thiệu đấy. Sau đó đổ vào nước nóng 350ml và đun sôi lại trong 10 phút trong nồi cách thủy. Sau đó ép mạnh và lọc. Sau 45 phút để nguội, sau 45 phút thì thêm nước ấm để tổng thể tích của nước thuốc ấy, thành phẩm ấy, là 250ml. Lúc đó uống nửa giờ trước bữa ăn, 3 lần một ngày trong một tháng, như thế liên tục. Nước sắc được bảo quản trong tủ lạnh trong 2 ngày và nó có thể được sử dụng để thụt rửa nữa, thụt rửa nước âm đạo. Còn nguyên nhân do u nang buồng trứng thì dùng thuốc này như thế nào? U nang buồng trứng cơ năng là một trong những loại u phổ biến nhất do mất cân bằng nội tiết tố. U nang có thể tự biến mất và hình thành mới với một chu kỳ mới. Nếu siêu âm thì sẽ cho thấy có sự phát triển của u nang và lúc đó thì ta phải điều trị. Còn nếu không, nó có thể gây ra một số rối loạn về hệ sinh sản và gây ra vô sinh đấy. Khi điều trị u nang buồng trứng bằng Rhodiola Rossi thì cho kết quả tốt khi sử dụng thuốc này lâu dài. Quá trình điều trị là vài tháng và sau mỗi liệu trình thì lại nghỉ 2 tháng rồi lại chữa tiếp, uống tiếp mà. Thì lại thuốc này thì ta dùng cái là dạng là rượu ngâm Rhodiola Rossi đấy, cho cái bệnh u nang buồng trứng. Ta lấy rễ của Rhodiola Rossi đấy xay thành bột, như là chúng ta thường thường hay mua thì mua ở cái dạng bột rồi đấy, xuất khẩu sang đây ở Mỹ xuất khẩu sang đây thì là dạng bột rồi. Sau đó đổ rượu vodka hoặc là rượu 40 độ với tỷ lệ là 350ml mỗi một ly cái bột đó, cái bột của cái Rhodiola Rossi đấy, rồi giữ trong buồng tối trong 3 tuần. Và bạn nên sử dụng bình thủy tinh màu để chống cái ánh sáng và uống 4 lần một ngày, mỗi lần 30 giọt sản phẩm. Còn ngoài ra dùng dung dịch thụt rửa thì pha loãng nửa thìa cà phê rượu thuốc đó bằng nước ấm đun sôi cho nó đến, có mục đích có một cái lượng là 400ml nước ấm đun sôi đấy, tự pha như thế để thụt rửa. Công cụ này cho phép bạn bình thường hóa chu kỳ kinh nguyệt và giảm đau nhức khi hành kinh, nhưng sử dụng không quá 2 lần một năm để không làm xáo trộn hệ vi sinh của âm đạo. Rhodiola Rossi với bệnh viêm biến dạng, các triệu chứng của quá trình viêm trong cơ quan sinh sản là tiết dịch bệnh lý từ đường sinh dục và tổn thương niêm mạc tử cung, sau đó có thể gây vô sinh. Ngoài ra viêm nhiễm thường xuyên có thể gây biến dạng cổ tử cung. Rhodiola Rossi giúp chữa khỏi bệnh ở giai đoạn đầu và ngăn ngừa rối loạn nội tiết tố. Thành phần của nó rất giàu glycosid, tinh dầu sát trùng, bioflavonoid và tannin đã mang lại tác dụng chống viêm. Để điều trị viêm biến dạng
thì thụt rửa bằng dung dịch từ Rhodiola Rossi. Nguyên nhân thứ năm là buồng trứng đa nang. Buồng trứng đa nang có đặc điểm là có nhiều u lành tính và rối loạn rụng trứng trở thành mãn tính. Ngoài ra phụ nữ mắc bệnh đa nang có đặc điểm là rối loạn nội tiết tố, bị giảm mức độ hormone kích thích nang trứng khiến cho trứng không thể hình thành được, đồng thời dư thừa nội tiết tố androgen so với mức bình thường của estrogen và progesterone. Rhodiola Rossi mang lại mức độ nội tiết tố androgen trở lại bình thường và là sự ngăn chặn các nang noãn. Liệu trình uống là 3 tuần, nhưng cũng như trên đã nói, không nên uống thuốc trong thời kỳ kinh nguyệt. Thì việc chuẩn bị rượu thuốc như thế này: lấy 80 gram rễ cây Rhodiola Rossi đã cán nhỏ nghiền nát rồi đấy, lấy gần nửa lít rượu vodka hoặc là rượu 40 độ cho vào bình có nắp đậy kín và để trong phòng tối 1 tuần, không cho tiếp cận với ánh sáng mặt trời. Sau đó uống nửa thìa cà phê vào mỗi buổi sáng trước bữa ăn. Không nên uống thuốc này vào ban đêm vì các vấn đề về giấc ngủ có thể phát sinh do tác dụng của Rhodiola Rossi. Nguyên nhân thứ 6 là bị polyp cổ tử cung. Polyp là sự hình thành lành tính của tử cung, gây ra bởi sự dày lên quá mức của nội mạc tử cung dưới ảnh hưởng của lượng estrogen dư thừa. Các nguyên nhân khác của polyp có thể là tình trạng hệ thống miễn dịch bị ức chế, rồi rối loạn chức năng tuyến giáp, rồi viêm phần phụ và viêm nội mạc tử cung. Với sự tăng sinh quá mức, các khối polyp này sẽ đe dọa đến chức năng sinh sản vì nó khiến trứng khó bám vào thành tử cung. Rhodiola Rossi ảnh hưởng đến các nguyên nhân gây ra bệnh đa polyp như tuyến giáp hoạt động sai, mất cân bằng nồng độ nội tiết tố và giảm khả năng miễn dịch, do thành phần của nó giàu phytohormone và tác dụng điều hòa miễn dịch. Nguyên thứ 7 là do viêm nội mạc tử cung. Viêm nội mạc tử cung gây ra tình trạng viêm nhiễm xảy ra do tổn thương niêm mạc tử cung. Xét thấy thông thường những tổn thương như vậy không gây nguy hiểm gì đặc biệt, các nhà y học đã kết luận rằng sự phát triển của bệnh chỉ xảy ra khi hệ thống miễn dịch bị suy yếu và bệnh nhân không tuân thủ các quy tắc vệ sinh cá nhân. Đó là lý do tại sao mầm bệnh xâm nhập vào khoang tử cung. Để đối phó với sự sinh sản của chúng, một sự viêm nhiễm chậm chạp thường xảy ra. Các biện pháp dân gian sử dụng ở châu Âu cũng như ở Mỹ đấy là với Rhodiola Rossi đấy là điều trị viêm nội mạc tử cung theo một số cách sau đây. Thứ nhất là giảm đau hội chứng, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể bằng cách kích thích sản sinh interferon, tức là protein miễn dịch, cung cấp các nguyên tố vi lượng và vitamin đến các tế bào cần thiết cho quá trình tổng hợp các tế bào mới và khởi động các quá trình miễn dịch, khôi phục sự cân bằng của các hormone chịu trách nhiệm cho sức khỏe của bộ phận sinh dục, tăng tốc lưu lượng máu để cung cấp nhanh các chất cần thiết. Chúng làm giảm viêm, góp phần tiêu diệt vi khuẩn. Nguyên nhân vô sinh thứ 8 là u nội mạc tử cung lạc chỗ. Nội mạc tử cung thì cần thiết cho sự hình thành chính xác của bề mặt bên trong tử cung và dinh dưỡng của phôi thai. Và trong thời kỳ kinh nguyệt
nó đảm bảo loại bỏ chứng chưa thụ tinh. Sự tăng sinh không kiểm soát của các tế bào nội mạc tử cung xảy ra với u nội mạc tử cung lạc chỗ đấy, thì dẫn đến hình thành các polyp ngăn cản trứng bám vào thành tử cung. Điều trị u nội mạc tử cung lạc chỗ bao gồm loại bỏ nguyên nhân chính của bệnh, tức là mức progesterone thấp. Liệu pháp hormone hiện đại mang lại rủi ro cho bệnh nhân vì rất khó để tính toán liều lượng hormone chính xác là bao nhiêu. Đó. Ngoài ra các tuyến sinh dục có thể ngừng sản xuất hormone của chính mình. Với bệnh u nội mạc tử cung lạc chỗ, đặc biệt là trong giai đoạn đầu của bệnh, thì sử dụng phương pháp điều trị bằng phương pháp đông y dựa trên cây Rodio Rossi đấy, sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với phương pháp tây y là dùng phương pháp hormone. Có đặc tính là điều hòa cân bằng nội tiết tố do các phytoestrogen có trong rễ cây này. Phytohormone hoạt động nhẹ nhàng hơn nhiều và không được cơ thể công nhận là hormone của chính nó. Do đó mà phương thức hoạt động của tuyến sinh dục không bị ức chế mà ngược lại lại được phục hồi. Nhờ điều trị bằng Rodio Rossi, các chất kết dính được hấp thụ, các ổ u nội mạc tử cung lạc chỗ được loại bỏ và duy trì sự cân bằng nội tiết tố, ngăn ngừa bệnh tái phát. Nguyên nhân thứ 9 gây vô sinh là u lành tính. Đây là khối u ung thư đấy phải không? Đặc tính chống ung thư của Rhodiola Rossi được cung cấp bởi thành phần của nó giàu chất chống oxy hóa và bioflavonoid. Sự hiện diện của các glycosid và phytohormone độc đáo có tác dụng giống như estrogen, giúp khôi phục sự cân bằng nội tiết tố và ngăn ngừa sự xuất hiện của khối u. Cụ thể là trong trường hợp u cơ tử cung, sự tăng sinh của các mô cơ của tử cung được gọi là u cơ, tức là tăng sinh các mô cơ. Nó phát triển với sự hỗ trợ của một số yếu tố là như là căng thẳng này và quá tải về tâm lý này, rồi về cảm xúc này, thiếu hormone tuyến giáp này, rồi các bệnh mãn tính của vùng sinh dục và lượng hormone. U cơ bắt đầu trên nền của nồng độ estrogen tăng cao. Vậy thuốc sắc để điều trị u cơ tử cung như thế nào? Đổ một thìa rễ cây Rhodiola Rossi với một cốc nước nóng, sau đó đun sôi trong nồi cách thủy 20 phút, sau đó lấy ra khỏi bếp để nguội và để trong 1 giờ, lọc qua gạc, rồi uống, ngày uống 3 lần, mỗi lần một thìa canh, hoặc là có thể dùng để thụt rửa âm đạo. Còn đối với u sơ tử cung, trường hợp vừa rồi là u cơ, còn trường hợp thứ hai này là u sơ, thì nó tăng trưởng sợi trong tử cung, làm sự phát triển của các mô liên kết phát triển khi nồng độ estrogen tăng cao. Các bệnh lý về hệ tim mạch, liệu pháp thay thế hormone khi thiếu estrogen cũng như khuynh hướng di chuyển sẽ làm cho gây ra là u sơ tử cung. Thế thì chúng ta sử dụng là bên trong thì uống rượu ngâm Rhodiola Rossi, và để điều trị cục bộ bên ngoài thì ta dùng thụt rửa, được sử dụng phương pháp thụt rửa được sử dụng cho phép bạn loại bỏ trứng viêm và làm săn chắc cơ thể, phục hồi nội tiết tố và củng cố mạch máu. Vậy bài thuốc để điều trị u sơ này là gì? Là gồm có các vị Rhodiola Rossi này,
cam thảo này, rễ cây ngưu bàn này, cây ỷ lăng, cái anh là sinquefoil này, rồi cỏ anh thảo tức là firewood, rồi kinh giới cây anh là oregano, rồi bạch dương, việt quất, lá việt quất, rồi cây meadow sweet hay gọi là cây dâu dê đấy, rồi cây tầm gửi, rồi hoa calendula tức là hoa cúc vạn thọ, rồi dùng thân của hà thủ ô, rồi rễ của cây bảo tấm, rồi bạc hà, cây hoàng liên, rồi cây cỏ thi, cây hút bố, hum lông đấy, à, được lấy các phần bằng nhau và trộn đều lên, hai thìa hỗn hợp như vậy, đổ vào 0,5 lít nước sôi và để qua đêm. Sau đó uống 70 ml 3-5 lần một ngày trong 3 tháng như thế. Còn chống chỉ định có thể xảy ra nếu bị dị ứng với bất kỳ thành phần nào của thuốc, thì nó rất nhiều thành phần như vậy, thì có thể là có một thành phần nó làm cho chúng ta dị ứng thì chống chỉ định thì không sử dụng nữa. Rồi với trường hợp khối u ở vú thì sự mất cân bằng nội tiết tố, thiếu progesterone, rồi estrogen, thiếu hormone tuyến giáp và tuyến thượng thận góp phần vào sự phát triển của các tuyến vú, gây ra bệnh khối u ở vú. Ở giai đoạn đầu những khối u này lành tính nhưng có nguy cơ chuyển thành ác tính, nên bệnh cần có sự theo dõi kỹ lưỡng. Các tác nhân nội tiết tố được kê đơn để điều trị bệnh khối u ở vú bằng thuốc tây y thì có nhiều tác dụng phụ và biến chứng đối với hệ tim mạch, có thể dẫn đến sự xuất hiện của các khối u mới và làm tăng cơn đau. Cho nên tốt nhất nên dùng các chế phẩm từ cây Rhodiola rossi này, vì nó có phytohormone có tác dụng nhẹ hơn. Một ưu điểm khác là có thể sử dụng cho những người bị đái tháo đường và tăng huyết áp, những người chống chỉ định liệu pháp nội tiết tố của tây y. Đặc tính chống ung thư, điều hòa miễn dịch và chống viêm của cây Rhodiola rossi này làm cho loại cây này có hiệu quả trong việc điều trị bệnh khối u ở vú. Để làm được điều này thì chúng ta sử dụng rượu ngâm Rhodiola rossi với số lượng là 30 giọt, uống 3 lần một ngày để chữa bên trong. Còn bên ngoài thì chữa bằng cách lấy kem bôi trên ngực chế từ rượu thuốc Rhodiola rossi này đấy, cùng với loại cây là loại dược phẩm là pyrola, cây này chỉ mọc ở Bắc Mỹ, và cây wintergreen cũng chỉ mọc ở Bắc Mỹ. Đấy, thì là hôm nay thì tôi đã giới thiệu về phương pháp chữa vô sinh phụ nữ bằng cách có ta vị thuốc như vậy. Đến hôm sau tôi sẽ giới thiệu là chữa vô sinh, cái cây này nó cũng tác dụng chữa cả vô sinh cho nam nữa, chữa cả nam giới, thì chúng tôi sẽ giới thiệu phần sau, thì xin quý vị theo dõi trong phần sau, trong phần tới phần 3. Cảm ơn các quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi buổi livestream này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.